Đây là 5 sự thật về việc mua máy lọc nước Kangen K8 mà nhiều nhà bán hàng không muốn cho bạn biết. Đầu tiên là không phải lúc nào bạn cũng có thể mua được hàng chính hãng cả. Vì Kangen K8 rất nổi tiếng nên thị trường hàng không chính hãng của chiếc máy này đặc biệt rất sôi động. Nên tất nhiên nếu mua máy ở những đơn vị nhỏ lẻ thì khả năng mua phải hàng không chính hãng là rất cao. Bây giờ giả sử bạn đã mua được hàng chính hãng rồi thì bảo hành và xử lý sự cố chính là vấn đề tiếp theo. Một cái máy bảo hành 1 đến 2 năm thì mình có thể nghĩ là dịch vụ tốt hay không tốt nó cũng không khác biệt gì nhiều vì thời gian nó ít mà. Nhưng Kangen K8 được bảo hành đến 5 năm, cả nửa thập kỷ. Nên nếu chọn một đơn vị không uy tín thì chỉ riêng việc người ta không hiếu khách một chút thôi là đã mệt cho mình khi máy có vấn đề rồi. Chưa nói đến việc người ta có bảo hành hay không mà thậm chí còn không nghe điện thoại để tiếp nhận sự cố nữa cơ. Máy đã hư lại phải ôm thêm cục tức vào trong người. Mà đúng ra mình bỏ tiền mua sản phẩm cao cấp để chăm sóc sức khỏe thì mình phải được yên tâm. Đó là sự thật về việc mua hàng giá rẻ. Giá rẻ hơn nên người ta thường phải mua đứt bán đoạn. Cái thứ ba là dùng một chiếc máy lọc nước ion kiềm thì mình phải kỹ hơn một chút. Vì bản thân nó là một thiết bị y tế được dùng trong gia đình mà mình lại uống vào trong người nữa. Cho nên việc bảo dưỡng định kỳ là đặc biệt quan trọng. Cái việc mà nói là anh cứ mua đi, em sẽ bảo dưỡng cho anh yên tâm thì nó rất là dễ. Nhưng để làm được việc đó thì phải đầu tư một hệ thống công nghệ hiện đại để nó nhắc lịch khi đến hẹn mà. Và phải đầu tư cả một phòng ban để làm được việc đó. Hai việc đó thôi nó đã tốn hàng tỷ đồng rồi. Cho nên là những cái đơn vị nhỏ lẻ rất khó để làm được việc đó. Hoặc nếu làm được thì cũng là chắp vá và nửa vời. Cái thứ tư là khi mà mua Kangen K8 thì nhiều người bán hàng hay bảo là hàng Nhật thì không bao giờ lỗi cả. Nani? Nhưng trên thực tế thì chất lượng nước đầu vào Việt Nam nó không ổn định. Cho nên nước đầu ra vẫn có khả năng gặp vấn đề như là nước bị cặn cắn hay là pH quá cao. Những lúc đó thì phải có đội kỹ thuật xử lý thì mới được. Cho nên mua Kangen K8 phải chọn cái đơn vị có dịch vụ tốt là vì như thế. Thêm nữa là cái màn hình của Kangen K8 là màn hình cảm ứng LCD, cho nên nó vẫn có khả năng lỗi khi mà gặp nước. Tóm lại thì mua một cái thiết bị y tế để sử dụng trong gia đình thì mình phải kỹ một chút về cái dịch vụ đi kèm với cái máy đó để nhận được cái sự hỗ trợ kỹ thuật khi mà máy gặp trục trặc. Và nếu quý khách mua máy lọc nước Kangen K8 tại Thế Giới Điện Giải thì sẽ được hoàn toàn yên tâm cả 4 vấn đề trên và sẽ được nhận thêm nhiều đặc quyền khác nữa như là được bác sĩ tư vấn miễn phí trọn đời các vấn đề về sức khỏe và được xét nghiệm chất lượng nước đầu ra miễn phí định kỳ trong suốt 5 năm. Hãy liên hệ ngay với hotline 1800 7028 hoặc website thegioidienhai.com để được tư vấn miễn phí.